Chào các bạn, hiện nay trên thị trường có rất nhiều công ty cung cấp các cái cấu hình máy tính PC. Và những cái loại chúng ta lưu ý rằng là PC có hai loại, đó là loại phổ thông và loại cao cấp dành cho các doanh nghiệp, hay là gọi là thị trường dân dụng và thị trường doanh nghiệp. Thị trường dân dụng thì chúng ta thường có những PC là gamer hoặc là PC văn phòng, hoặc là cùng lắm là cái loại render, tức là loại một PC gaming mà dùng cho render và thiết kế đồ họa, cái loại gọi là cấp trung bình thôi. Và loại thứ hai nữa là loại server, tức là những cái máy cấu hình cao và dùng cho những cái ứng dụng đồ họa chuyên nghiệp cao cấp hơn của những cái công ty ví dụ sản xuất phim, hay là những cái như là ca sĩ Mỹ Tâm thì hay có những cái dàn điều khiển những cái dàn âm thanh, thì họ sử dụng các loại PC cao cấp tầm 2 tỷ đồng. Nói chung là một cái máy PC ấy, mà để mà có thể là xử lý được đồ họa gọi là trung bình vừa thôi ấy, nó rơi vào tầm 200 triệu. Còn những cái máy PC mà có thể sử dụng mà để xử lý đồ họa gọi là tốt, tạm thời gọi là tốt ấy, thì nó rơi vào tầm 600 triệu. Cái loại mà có thể sử dụng để gọi là sử dụng để mà xây gây dựng những đồ họa chuyên nghiệp hay là render phim hay là vân vân, nó rơi vào tầm 2 tỷ. Thì đấy mới gọi là hàng có thể là tạo ra cái giá trị cho doanh nghiệp, đúng không? Hiện tại thì trên thị trường thì có một số cái công ty mà cung cấp cái giá trị cho PC dân dụng cấu hình là trung bình cao, đó là công ty Alpha PC, hay là Mai Hoàng, hay là STC, hay là Hà Nội Computer. Thì ở đây tôi đã từng mua rất là nhiều sản phẩm của cả ba đơn vị này, kể cả BenQ nữa, nhưng mà BenQ thì hiện nay đang đuối, Phúc Anh thì nó không chuyên một cái gì cả. Thế cho nên là hiện tại thì chúng tôi thấy rằng là ba đơn vị này là cũng tạo được. Thế thì Hà Nội Computer thì tôi thấy rằng là cái dịch vụ của nó cũng chưa được tốt lắm, mặc dù giá của nó cũng khá khá, nó có nhiều sản phẩm cũng được, mà có nhiều sản phẩm thì Alpha PC không có, Hà Nội Computer. Hay là Mai Hoàng thì dịch vụ rất là tốt và sản phẩm thì cũng rất là chuyên sâu. Alpha PC thì dịch vụ cũng khá được, tuy nhiên là nhân viên thì chưa được chuyên nghiệp bằng Hà Nội Computer thôi. Hà Nội Computer và Mai Hoàng là chuyên nghiệp hơn cả Alpha PC. Tuy nhiên thì cái website của Alpha PC thì rất là bắt mắt và rất là hợp lý. Cho nên tôi đã lựa chọn cái hôm nay lựa chọn cái Alpha PC để xây dựng cấu hình một cái máy PC trong mơ của năm sau của chúng tôi. Thì ở đây thì Alpha PC ấy, thì có đặc điểm hơn với Hà Nội Computer là Hà Nội Computer thường là hết hàng. Thì cho khi bạn xây dựng cấu hình của máy PC ở đây, xây dựng cấu hình máy ở đây thì Hà Nội Computer thường là không đảm bảo được cái lượng hàng hóa. Và như vậy thì cấu hình PC thường là không dựng được, chúng ta không thể tự dựng được. Chúng tôi không phải là người chuyên về máy tính, để chúng tôi chọn Alpha PC để dựng cấu hình. Và Alpha PC thường là mặc dù là có ít chi nhánh hơn rất nhiều so với lại Hà Nội Computer, nhưng mà cái lượng hàng trong kho họ tồn thì rất là đầy đủ, và chúng ta xây dựng cấu hình thì rất là trực quan. Ở đây thì chúng ta sẽ vào phần là xây dựng cấu hình PC, xây dựng PC ở trên cái website của Alpha PC. Ok, và ở đây chúng ta sẽ có 19 lựa chọn cho một cấu hình PC. Cái đầu tiên là bộ vi xử lý, thứ hai là bộ mạch chủ RAM, rồi HDD, SSD, vân, rồi màn hình, bàn phím chuột, tản nhiệt nước, vân vân. Thì đây trước hết chúng ta sẽ chọn bộ vi xử lý để mà làm được cái cấu hình mà đồ họa gọi là tạm được đi. Ví dụ chúng ta chạy Lumion hay Twinmotion, hay là chúng ta chạy SketchUp hay là AutoCAD dạng dân dụng đấy nhá, mà xử lý ít đối tượng thôi, vừa phải thôi. Ví dụ chúng ta xây dựng một cái khu đô thị cái dạng như là không được chi tiết lắm, hay là xây dựng một cái vườn cây rộng 1.000 m² trở xuống chẳng hạn, chứ không thể chi tiết đến tầm hecta được, không? Hoặc là một cái nội thất, không? Một cái các chủ ví dụ gia đình vừa phải, một cái chung cư hay là một cái gia đình, một cái biệt thự chẳng hạn, thì chúng ta có thể sử dụng cái bộ vi xử lý tầm ở trong Alpha PC có thể cung cấp. Chúng ta cũng vào chọn bộ vi xử lý, và thường ấy thì để đảm bảo độ ổn định thì chúng ta chọn Intel. Thì trong Intel này chúng ta có Core i9 này là mới nhất này. AMD thì nó cũng là một ngôi sao đang lên, nhưng tuy nhiên là thường xuyên là thỉnh thoảng nó xảy ra lỗi, thì chúng ta quá trình chúng ta làm việc nó sẽ rất là khó chịu, đúng không? Thì chúng ta ở đây chúng ta sẽ chọn Core i9 10940X và 14x28 luồng, và chúng ta chọn socket là 2066. Ở đây chúng ta có, trước đây chúng ta đã chọn cái loại này thì nó tương đối rẻ này, đó là gì, Core i9 10900K là cái loại mới ra nhất.
thì nó giảm từ 26 triệu xuống còn 13 triệu 9 do sự cạnh tranh của AMD. Nhưng mà cái cấu hình này, cái này thì cái cache của nó thì không được nhiều, nó là socket 1200. Mặc dù xung nhịp của nó có thể đạt đến 5.3 GHz, đúng không? Nó cũng là loại mà ép xung khủng bố đấy. Thì tuy nhiên đấy, cái loại mà 10900X này thì xung nhịp của nó tối thiểu của nó là luôn là 4.6. Khi chúng ép xung lên, luôn là 3.3. Đây là 3.7. Tất nhiên là cái cache của nó thì này cache của nó là 19 phần, nó ít hơn con này là mới hơn mà, nhưng con này là 14 nhân và 28 luồng mà, con này thì không rõ là nó bao nhiêu luồng, nhưng chắc chắn là ít hơn. Chúng ta sẽ chọn con này đó. Các bạn có thể với con này là tất nhiên nó không phải là đắt nhất mà chúng ta lựa chọn, mà chúng ta chọn về cái nhân và luồng là nhiều nhất. Đúng không? Chúng ta đã lựa chọn rồi. Ok. Bây giờ đến cái phần thứ hai, đó là phần bo mạch chủ. Thì chúng ta nên chọn bo mạch chủ của thằng MSI. Đấy, và bo mạch chủ này thì chúng ta sẽ chọn bao nhiêu khe cắm RAM là 8 khe cắm RAM. Và bo mạch chủ 8 khe cắm RAM của MSI. Hoặc là chúng ta có thể chọn 8 khe cắm RAM. Đây, mục này là tiêu chí đầu tiên. Thì nó có Asus, đúng không? Asus rồi Gigabyte cũng được. Nó 8 khe cắm RAM mà thường nó đắt hơn rất nhiều so với MSI. Đây, MSI là 6.899.000. Ở đây thôi rồi, chúng ta sẽ chọn một cái cấu hình. Đây là workstation nhé. Chúng ta không nên chọn này. Họ không chuyên, ăn phát PC họ khẳng định là không chuyên về cái món workstation. Chúng ta có thể chọn Gigabyte được. Ví dụ chúng ta chọn cái loại này đi, cho nó vừa phải, 13 triệu này. Đúng không? RAM thì chúng ta nên chọn cái loại RAM của hãng Corsair. Và chúng ta chọn cái loại mà 64GB. Đấy, chúng ta thêm một cấu hình. Nhưng mà chúng ta tối thiểu chúng ta có 8 khe cắm RAM. Như vậy thì chúng ta mỗi khi mà chúng ta 64GB là chúng ta có 2 thanh. Như vậy tối đa chúng ta phải có 8 thanh. Đúng không? Như vậy chúng ta là nhân với 4. Đấy, như vậy chúng ta đã riêng RAM của chúng ta đã 29 triệu rồi. Như vậy là nó rất là mạnh, là 256 GB RAM. Và HDD thì chúng ta bắt buộc là không thể chọn quá giá quá cao thì chúng ta mới mua, và cũng không thể chọn quá ít thì chúng ta chọn là cái loại của Seagate và loại là 8 TB. Ở đây thì có cái loại chúng ta bắt buộc phải chọn loại 7200 vào 1 phút nhé, tốc độ quay của nó. Đây, chỉ có duy nhất con này là 7200 và có giá 6.690.000 nên thêm một cấu hình. VOSSD là nơi chứa Windows của chúng ta. Thì điều hành Windows chúng ta bắt buộc phải chọn Samsung, vì Samsung là ổn định nhất. Và chúng ta phải chọn cái tốc độ đọc ghi của nó là rất là cao, 3300 MB/s. Đấy. Thì ở đây thì và chúng ta thường phải chọn là 2T thôi, vì Windows cũng chỉ đến 2T thôi. Chúng ta chọn 2T. Và tốc độ đọc ghi đấy, và chúng ta đã ra một kết quả, đó là cái con NVMe 2T này 970 EVO. Chúng ta thêm một quên cái tốc độ xử lý của tất cả các tác vụ phụ thuộc vào cái ổ cứng SSD rất là nhiều, nơi mà chúng ta để hệ thống Windows, hoặc là chúng ta có thể chọn Samsung. Tốc độ cả đọc cả ghi là rất là mạnh, đúng không? Thì nó chỉ có con 1T này thôi, tốc độ đọc 1T. Đó, con này là EVO 1T. Thì nếu chúng ta chọn 1T thì nó quá thấp, nó quá, cái dung lượng nó quá thấp, chúng ta phải chọn 2T trở lên. Đó, thì chúng ta sẽ chọn cái tốc độ. Đây, Samsung này tốc độ ghi là 3300 MB/s. Đó chính là cái con này. Đấy, chúng ta đã thêm một cấu hình, đúng không? Về Vega thì hiện nay thì theo các PC thì cái Vega mới nhất và giá hợp lý nhất là 10 GB. Thì nó chuẩn bị về đây, còn 10 nó chưa về mà nó đang ở trong trạng thái đặt hàng. Chúng ta tạm thời chọn con 8GB. Nếu chúng ta chọn lên 11GB ấy, 8GB này các bạn nhìn thấy nhá. Thì nó rơi tầm 11 cho đến 21 triệu. Nhưng nếu chúng ta chọn tầm khoảng 11GB thôi ấy, thì nó là lên đến 30 triệu rồi. Tức là rất là cao, cho nên chúng ta chọn cái 8GB.
và tới đây khi người đi về thì chúng ta chọn người đi, đúng không? Âm đi này thì chúng ta nên chọn cái loại là duo này, là 19 triệu này, và cái rock này cũng được, duo ấy, chọn cái này đi, Evo này, Super Evo, 8G, GDDR6, DDR6, oh, cái này, đấy, thêm một cái. Nguồn thì chúng ta chỉ chọn nguồn cóc xe, đúng không? Đó là Cooler Master. Như đây chúng ta chọn, đây chọn Cooler Master để chọn. Và chúng ta chọn nguồn nó cao cấp một tí, nó nhiều watt này. Để xem chọn cái loại nào. Cái này thì hơi rẻ, chúng ta chọn cóc xe đi. Cóc xe thì an toàn hơn. Cóc xe chúng ta có loại bao nhiêu watt đây? Đây người ta không ghi rõ, 450W này. Tôi nghĩ rằng phải trên 800W trở lên, để 1000W thì nó hơi tốn nhiều điện. 450 là 1200 này. Ở đây không thấy, đây 650W này, chọn cái này được. Là 850W. Ở đây không thấy gì, tôi thấy con nào 850, đây con này là 850 này. Đấy, thêm một cối. Về mặt vỏ case chúng ta cũng chọn cóc xe tôi rất mê cái hãng cóc xe này, và chúng ta có thể chọn cái vỏ case trông nó cũng ngầu một tí. Đây con này Q. Về monitor thì chúng ta hoặc là chọn LG thì nó rẻ nhất, còn nếu đeo thì nó hơi đắt. Đấy, về mặt chúng ta nên chọn cái màn hình nó rộng ultra wide. Bây giờ thứ nhất là cái siêu rộng sẽ là bao nhiêu cái máy ultra wide, cái màn hình máy ultra wide thì chủ yếu là của Samsung các bạn, và cái giá của nó thì rất là chát. Đây, LG thì chúng ta cho này, nhưng mà LG thì thường là sau khoảng 3 năm thì nó sẽ đỏ quạch lên. Và chúng ta chọn một cái màn hình mà nó được sử dụng lâu dài, chúng ta nên chọn Dell này, ultra sharp curves. Cái màn hình mà đã rẻ thì thường là nó cái tần số quét của nó lại thấp. Đây này, ultra wide 100Hz nhưng mà lại là của LG. LG thì nổi tiếng về cung cấp tấm nền nhưng mà lại rất là dở trong cái việc mà xử lý và tăng tuổi thọ của cái màn hình monitor lên. Đấy thôi, chúng ta chọn con Dell này. Đấy, ok. Bây giờ chúng ta sẽ chọn vào bàn phím và chuột. Thì chúng ta nên chọn bộ bàn phím và chuột. Hoặc là chúng ta chọn chuột riêng đi. Chọn chuột riêng thì chúng ta chọn Logitech chuột, các bạn biết rồi. Logitech là ngon nhất. Và nên chọn chuột không dây. Ở đây tôi thấy con này rồi này. Con Logitech MX Master. Cái con này thì thường sử dụng được 5 năm là nó hỏng. Còn con siêu bền này này là 2.099.000 này, ultra nó gọi là light speed wireless, thì con này chúng ta nên chọn con này. Nhưng nó lại phù hợp với dân chơi game hơn. Còn dân đồ họa văn phòng thì chúng ta nên chọn con này. Rồi chúng ta chọn con này 5 năm là được rồi, đúng không ạ? Nhập vào đây. Chúng ta chọn bộ bàn phím chuột. À, bàn phím đi. Cũng chúng nên chọn của Logitech. Đây, Logitech. Và chúng ta cũng nên chọn bàn phím wireless hoặc là bàn phím Bluetooth. Đây, chúng ta chọn cái gì nó công thái học một chút đây. Và nó rộng, dễ dùng. Đây, chúng ta chọn này. K320. Đấy. Về loa thì chúng ta nên chọn bộ loa của Logitech vì nó cũng tương đối bền, hoặc là Creative Soundmax tôi không tin tưởng lắm. Và chúng ta nên chọn cái loại nó hơn 3 triệu, à đây 6 triệu này, còn Logitech Z906 mặc dù là trên mạng thì nó có những cái nó có những cái nhận xét không tốt về con này, nhưng mà tuy nhiên tôi thấy rằng nó không dây là một. Đấy, thì khi mà chúng ta thiết lập hệ thống Dolby Atmos thì nó dễ hơn, chúng ta chọn này. Đấy, như vậy thôi thì chúng ta đã 141 triệu rồi. Chúng ta sẽ chọn tản nhiệt mức Only One, mà chúng ta nên chọn cũng của Cooler Master. Chúng ta chọn khoảng 3 triệu. Hệ thống tản nước Only One. Cái tản nước này nó gọn hơn, nó hiệu quả hơn, tuy nhiên là khả năng rò rỉ nước là nhiều hơn. Cho nên khi chúng ta di chuyển cái hệ thống,
chúng ta, hoặc là chúng ta nâng cấp cấu hình, chúng ta sửa máy vân vân, chúng ta hết sức lưu ý cái này. Về quạt tản nhiệt, quạt tản nhiệt ở đằng sau chúng ta chọn cái loại nào cũng được. Chúng ta chọn cóc xe đi, cóc xe chúng ta chọn cái loại 1,7 triệu thôi. Về Windows bản quyền, chúng ta bắt buộc phải có Windows bản quyền các bạn, nếu không sau này Windows nó sẽ ngăn chặn hoặc là gây lỗi rất là nguy hiểm. Chúng ta nên chọn cái loại bản quyền 64 bit và cái loại Pro, chúng ta thêm cấu hình hơn 3 triệu. Tai nghe cái này không cần thiết. Như vậy thì chúng ta đã chọn được một cấu hình mà chúng ta có thể thoải mái trong việc render phim cũng như là render các cái đối tượng đồ họa, đúng không? Ví dụ như là chúng ta sử dụng Lumion hay là render phim Lumion hay là Twinmotion nó dễ dàng hơn. Thì ở đây là cấu hình của chúng ta đã là 149 triệu. Chúng ta tóm tắt lại như sau. Chúng ta đã có Core i9-10940X là cũng tương đối mạnh, đúng không? Chúng ta có mainboard Gigabyte của mainboard Gigabyte là loại 8 khe cắm RAM, và chúng ta có 256GB RAM là cực nhiều và có khi là mạnh nhất hiện nay rồi. Và chúng ta có ổ cứng SSD là 8TB, ổ cứng Samsung tốc độ đọc ghi nó là 3300 Mbps, loại Evo mạnh nhất hiện nay với 2TB đó là 12.900.000. Và Vega Asus ở đây chúng ta sẽ có thể thay bằng Vega 10GB đó. Và nguồn máy tính thì chúng ta có nguồn Corsair, vỏ máy tính Corsair, màn hình Dell UltraSharp 60Hz là chúng ta đã gọi là quá rồi, 122Hz thì chỉ dành cho chơi game thôi. Đấy, chuột Cooler Master 1.520.000, bàn phím Logitech, quên, chuột là Logitech mới Master 2S, chúng ta nên chọn 2S vì cái loại 3S nó đắt lắm, hơn 3 triệu. Windows Pro bản quyền vân vân, đấy chính là cái cấu hình mà hiện nay rất là phù hợp. Tuy nhiên chúng ta có thể kỳ vọng thêm một chút, đó là chúng ta tăng thêm ở một cái khoản, các bạn xem đó là khoản gì, ổ cứng ok, đây không cần. Mainboard chúng ta có thể tăng thêm cái kỳ vọng của mainboard một chút. Đấy, có thể tăng thêm tiền nếu mà chúng ta có dư tiền, đúng không? Nguồn không, cái Vega này thì đắt lắm, nếu mà chúng ta tăng lên thì nó sẽ rất là đắt. Ok, như vậy là cấu hình này theo tôi là cực kỳ tối ưu rồi đấy, cho một cái dân đồ họa, cho những cái dân đồ họa của chúng ta có thể ấn vào tải file Excel cấu hình, hay là chúng ta sẽ có một cái file cấu hình Excel ở trên Excel. Chúng ta có thể tải thêm cấu hình bằng hình ảnh này. Sau khi chúng ta mở file có cấu hình Excel, chúng ta mở cái file đó ra thì chúng ta sẽ có cái báo giá thiết bị. Nhưng báo giá thiết bị này của thằng Alpha PC lại không có hình ảnh các bạn, điều rất dở. Đây, không có hình ảnh, nó chỉ có hình ảnh cái logo của Alpha thôi, và có chi tiết các cái giá vận chuyển không đồng này, chi phí khác. Tuy nhiên là có những cái thời điểm mà Alpha PC sẽ tiến hành là khuyến mãi cái sản phẩm, đúng không? Thì các bạn nên mua vào thời điểm đó thì có khi cấu hình nó được giảm giá rất là nhiều. Đấy, hoặc là các bạn có thể thông qua chuyên gia tư vấn thì họ có thể đưa ra một cái khuyến mãi tốt hơn cho các bạn. Ví dụ như thường là giảm giá từ 3 đến 5 triệu. Chúng ta có thể xem cấu hình ở trên hình ảnh đây của họ, thì có cả hình ảnh của các sản phẩm, của các linh kiện đây. Đó, báo giá bằng hình ảnh của họ thì có, báo giá Excel thì không. Như vậy đây là một cấu hình cực kỳ tốt cho render, cho các tác vụ đồ họa của chúng ta. Tất nhiên là không phải để chơi game nhé, tất nhiên chúng ta vẫn chiến game rất là tốt đối với cấu hình này. Tuy nhiên tôi không thích chơi game vì nó mất thời gian. Như vậy thì nếu các bạn có ý kiến gì thì có thể comment ở phía dưới để chúng tôi có thể làm những video tốt hơn. Trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.